Và vừa mai chúc chị bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em vừa về được một cái lô mai, đó là dảo Phú Tân mini nha cả nhà. Đây, cây không cao lắm, cây cao tầm khoảng một gang tay của em thôi, nhưng mà cây nó cũng nhảy nhánh thôi nha cả nhà. Cây thì phát triển rất là mạnh, về chúng ta trồng là ok luôn ha. Tết nay thì cũng có hoa nha cả nhà. Đây, đây cái rễ nó đều được ghép trong cái gốc uốn rễ rất là đẹp, nhưng mà do là em không có thời gian nên chưa có moi cái rễ ra. Về chúng ta trồng mà chúng ta moi rễ ra ha. Đây nè, đó, cái nào cũng có cái rễ đẹp hết á. Thì cây cao tầm khoảng một gang tay của em thôi nè, em đưa cho cả nhà xem ha. Cái này 180.000 một cặp, em bao phí ship luôn nha. Đây nha cả nhà, đó, cây phát triển rất là mạnh luôn á. Rồi đây, đây à, đó, đang ra đợt non, hay chuẩn bị thêm một cái cơi đọt nữa đó. Đây nè, ha, em bấm cái ngọn đây thì nó nhảy nhánh rồi nha cả nhà. Đó, em bấm cái ngọn thì nó sẽ nhảy nhánh nha. Đây, em sẽ quay từ chi tiết một số cây cho cả nhà xem ha. Đây, đó, đây, cả nhà thấy không? Rồi, đây thì cây nó cũng được nhảy nhánh như thế này ha. Về cái này trồng xuống đất hoặc là trồng chậu thì đều ok hết nha. Tết cây này nó cũng có hoa luôn rồi. Đây là mai dạo Phú Tân nha. Và đặc biệt là cái giống mai dạo Phú Tân nó chịu lạnh rất là tốt, cho nên là Tết mà lỡ có lạnh đi chăng nữa thì cái sức chịu đựng của nó, ra hoa của nó cũng ok hơn các loại mai kia ha. Đây, đó, cả nhà thấy không? Đó, cái rễ đều được xử lý đế hết, nhưng mà do cái em không có thời gian cho nên là em không có moi cái rễ lên nha cả nhà. Rồi, ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chích Chè Bông nha. 180.000 một cặp, em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà.